Ok, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở ngay cái chỗ là ngay chỗ cái ngã ba luôn các bạn. Đây là ngã ba cái đường số 1 với là cái khu vực của đường An Dương Vương. Và cái địa chỉ chỗ này là ngay chỗ cái Phạt Maxi và cái bánh mì Hò Hưng. Thì chỗ này đang gây sốt ở trên vỉa hè Sài Gòn với một món ăn phải nói là rất là độc đáo, đó là da gà chiên giòn các bạn, của một anh chàng xăm mình và rất là vui tính các bạn. Hôm trước thì ảnh trên các cái video của các bạn khác đang quay thì ảnh đang ở trần để mà chiên da gà để phục vụ cho khách. Và hiện tại thì mọi người thấy là bây giờ là hơn 7:30 rồi các bạn, 7:30 tối mà cái lượng khách cũng như là shipper họ đến ủng hộ rất là đông. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem là ở chỗ này thì anh bán cái gì. Thì cái khung giờ bán theo mọi người chia sẻ là nó vào tầm khoảng là từ 4:30 chiều cho đến khoảng 10:00 tối thì anh bán. Và hiện tại là khách rất là đông nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ vào xem là anh bán cái gì trong đó nha. Mà theo mọi người biết là ở đây có bán là cái da gà chiên giòn, mờ gà các kiểu. Và có số lượng anh bán cũng khá là nhiều, một ngày khoảng là 100 kg nha các bạn. Ok, chúng ta vào trải nghiệm thì ở đây là thấy Now nè, rồi là Grab rồi quá trời luôn. Chỗ này là một cái ngã ba đó. Ngã ba đường số 1. Cái khu vực này nó gần với cái bánh mì Hòa Hưng nha các bạn, với lại là cái Phạt Maxi City này. Ok, bây giờ cũng rất là đông nha mọi người. Ok, đây các bạn, hiện tại đây khách hàng xếp hàng quá trời quá đất này bạn. Mọi người phải nhắc nhở cái gì việc là mọi người đang hơi lắng chiếm về đường khách hàng rất là đông. Đây là da gà chiên giòn 1/102. Mọi người ngốc luôn. Nói chung cái đường chỗ này đi tìm này, cái đường này do cái đường An Dương Vương các bạn. Cái đường An Dương Vương thì nó cắt rất là nhiều đường nhỏ, đường lớn. Một cái khu này là có thuộc địa phận của quận 6 nha mọi người. Thuộc địa phận của quận 6, ở đây là phường 10 của quận 6. Để chúng ta vào đây xem là bán gì. Khách hàng sốt quá trời luôn. Quá trời luôn các bạn. Đây, shipper, shipper rồi quá trời luôn. Người nào ở đây? 8345 nha. 12 đúng không? Nào qua bên kia kìa. Hiện tại thì cái chỗ bán là gà với lại mờ gà chiên giòn ở khu vực này là đang làm mưa làm gió ở đường phố Sài Gòn các bạn. Đây các bạn, chỗ này là rất là đông nè, có rất là nhiều anh mà là xăm chỗ. Ở đây là mờ gà. Không biết là một phần bao nhiêu luôn rồi. Bây giờ là 7:30 rồi các bạn. Nó đông. Không
phần vừa là 40 ngàn. Ok, nhưng mà buổi tối ngày hôm nay thì mình đến giới thiệu cho bạn một cái địa điểm ăn uống với cái món rất là mới và cũng đang rất là hot ở trên đường phố Sài Gòn, đặc biệt là khu quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đó bạn. Nói chung là ở quận 6 thì ẩm thực cũng khá là phong phú và đa dạng. Thì nó xuất hiện cách đây cũng vài tháng thôi nhưng bây giờ nó mới rửa rộ các bạn, bởi vì một số gọi là đúng cái trend luôn á, rất là nhiều bạn YouTuber đến đây review là 4 năm anh chàng gọi là xâm chỗ, nhưng mà bán một cái món khá là mới, đó là món da gà chiên, da gà chiên giòn, là cái món gọi là mờ gà chiên giòn, rất là hot, ngon, hấp dẫn ở khu vực đường An Dương Vương này các bạn. Đó, gần cái lò bánh mì Hòa Hưng, phía bên kia là cái một phần này bao nhiêu tiền anh? Một phần này bao nhiêu tiền? Này hả? Dạ. Thì 35 ngàn. Nhưng một phần đầy đủ là bao nhiêu? Cái này chia ra giòn luôn các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 cái chỗ chiên luôn các bạn. Rồi, khách hàng này đông lắm các bạn. Phần này là bao nhiêu tiền? Phần này bao nhiêu tiền? Cái này hả? Dạ. Cái này là 50. 50 ngàn hả? Cái này là mờ gà hay ạ? À? Mờ gà đúng không? Da gà, mờ gà. Da gà, mờ gà, ổn hợp á? Này hôm nay là da gà chiên giòn, có một con hai là làm mưa làm gió ở Sài Gòn các bạn. Đây. Ủa, có phải cái này à? Một cái lò 4 lò, 6 lò luôn. 2, 4, 6 cái. Ở phía bên kia thì với hộ gà quá trời luôn. Ừ, các bạn là ở chỗ này là cái chỗ có địa chỉ là 349A-2 cái đường gọi là đường An Dương Vương giao với cái ngã ba khu vực của đường số 1 khu vực đó là phường 10 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Phải 4 người luôn. 1 2 3 4 5 người. Ở đó các anh trai xâm gỗ. Đây, còn như vậy 5 phần gọi là 50 ca này mà. Ăn kèm mà các rau muống chưa. Bây giờ mình rất đông này các bạn, coi nhìn rất là đông, có khoảng 200 người đang chờ luôn á. Chỗ này là mình nói đứng vào đây là đứng trước ngay chỗ là cái pharmacy á, cho nên là họ hạn chế các bạn. Chỗ này thì cũng có rất là nhiều kênh họ chia sẻ rồi, nhưng mà các bạn chia sẻ vào cái thời điểm ban ngày các bạn, lúc mà các anh chị mới ra bán cũng 4 giờ chiều á, nhưng mà bây giờ là thời điểm là gần 8 giờ rồi, gần 8 giờ tối rồi các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn nha, nhìn rất là hấp dẫn nha mọi người. Bắt đầu đó.
Đây, cái menu đó đây bạn. Gia gần chỉ giò 1/2, xúc xích đứt thanh chua chả giò. Nhưng mà đây là cái quảng cáo ấy thôi, có bán trên Alo Ship với lại là bên Grab Food nha mọi người. Đây là khu mình mọi người giờ sẽ quay vào. Ủa như một phần nhìn hấp dẫn ha, nhậu ngon ha. Nó ra dồn luôn à. Ra dồn luôn hả? À? Dồn rộng luôn hả? À? Ừ. Dồn rộng không? Dồn nha, bao dồn mà. À, bao dồn luôn. À, thích ăn mềm ăn hơn. Tức là một phần thì nó cũng dao động hả? Chứ không phải là 30 hay là 50 hả? À? Muốn như muốn không? Cần ký không à? Một, bao nhiêu một ký? Này hả? Dạ. Đây là dây gà tính lạng. Lạng hả? 100 ngàn. À, ký 100 ngàn. Wow, nó lập bập lập bập luôn. Hiện tại thì có rất là nhiều kênh lớn chuyên review và ẩm thực đã đến quay ở chỗ này rồi. Và hiện tại là cái mức độ lan tỏa khá là mạnh nha các bạn. Đúng như cái từ mà mọi người thường chia sẻ là đang hot rần rật ở trên đường phố Sài Gòn các bạn. Thường thường thì cái ẩm thực đường phố chúng ta nó có một cái trend, là cái phong trào vậy đó. Sẽ có một cái luồng trend và rất là nhiều kênh đi quay để chia sẻ với các cái khán giả trên kênh của mình, thì cũng không nhằm mục đích đó là muốn chia sẻ những cái thông tin cũng như là các cái địa điểm ăn uống ở phía hè Sài Gòn. Cái món gọi là da gà chi giòn thì cũng khá là mới mẻ ở đường phố Sài Gòn các bạn. Nhưng mà đặc biệt là ở đây họ bán một số lượng khá là lớn á. Chia sẻ với mọi người thì một ngày thì có thể là hơn 100 kg đó bạn. Đó. Ủa cái này mình bán mấy giờ? Mấy giờ mà bán? Mấy giờ mình bắt đầu bán? Mấy giờ mình bán? Mấy giờ bán? Dạ. 4 giờ. 4 giờ tới khoảng mấy giờ mới nghỉ ta? 11 giờ. Rất là thơm các bạn, cực kỳ thơm luôn á. Học mình bữa, tức khúc rộng bắt đầu.
anh em mọi người có rất là nhiều khách, nhiều anh shipper nữa đến mua hàng. Ủa, ở trên app là mình đánh cái từ khó là da gà chiên giòn 102 hả? Là ra hả? Lên ứng dụng á. Grab với là lên Now đúng không? Dạ dạ. Là rộn ràng cả một khu phố các bạn. Ở Sài Gòn chúng ta có rất là nhiều cái trend, hồi xưa là cái trend gọi là tôm hùm vỉa hè, tôm càng xanh vỉa hè các bạn. Rồi sau đó có nhiều cái trend nữa như là lòng heo hay là mâm lòng heo, bây giờ là đến là cái lượt là gọi là da gà chiên giòn nè mọi người. Rất là hấp dẫn luôn. Lạng như vậy là 10k theo chia sẻ của anh trai. Lạng là 10k nha mọi người. Đến rồi là tới là 6 cái chỗ chiên luôn, 6 cái lò chiên luôn ạ. Đúng rồi. Đây. Hiện tại thì có hai anh là chiên là chiên. Một anh là chiên là ở căng lên đó bạn, phía bên kia là hình như người ta đã luộc sẵn rồi. Qua đây người ta mới chiên giòn đó lại. Dầu nó văng quá trời luôn. Dạ, luôn á. Đó dữ. Mọi người vô là ví dụ như cân bao nhiêu lạng á là anh kia anh cân trước. Phòng bên đó là hình như người ta hấp rồi. Ôi, rộn ràng cả một khu phố luôn các bạn. Rộn ràng cả một khu phố luôn. Nó có 10 gà với 2 gà các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you, cô. Bên kia là người ta luộc không ta? Bên kia luộc. Cũng sắp hết rồi mọi người. Hai thứ ba lạng, mỗi thứ ba lạng. Mỗi thứ ba lạng. Cô 50 là hai lạng này, hai lạng kia, còn cái này người ta 50 là khác của cô. Hai kêu 50 lạng này có lắm. Người vào chờ khoảng là 15-20 phút mới có nha mọi người. Nói chung là đúng quy trình. Bên đấy chọn qua, xong rồi đi bên đây. Cái khu đường bên kia là đường mình đang là đường Hàn Quốc đó. Dọc ra đường An Dương Vương, đường Dương Vương đi qua phía bên này vẫn còn đường An Dương Vương nè. Đường Dương Vương nó cắt rất là nhiều. Và địa chỉ cụ thể chỗ này là
349A sạc 2 ngay chỗ là cái bánh mì Hòa Hưng với lại cái Phật Maxi á. Phật Maxi đây là Phật Maxi số, tôi mới không biết Phật Maxi khá là lớn ở trên cái đường này. Ba anh trai liên tay liên chân luôn. Hôm nay là cuối tuần rồi các bạn. Chỗ này nói chung là cái công viên nó cũng rộng. Đây là mặt tiền, có khu vực là cái một cái quán lò bánh mì với lại ấy, cho nên là nó cũng có không gian để các bạn ngồi chờ các bạn. Nhìn hấp dẫn không? Cái này còn bao nhiêu nữa thôi mọi người. Ok, nói chung là bây giờ là cũng sắp hết rồi. Bình quân hàng ngày lại qua bán 100 ký các bạn. Rất nhiều, rất là nhiều. Một lạng dài 10 gà hay là một lạng da gà thì 10 ngàn. Đó. Bình quân một lạng là 10 ngàn các bạn. Nó giống như là cái gọi là cái dịch chuyên xả ớt vậy các bạn, nhưng mà ở đây là cái mức độ lan tỏa nó mạnh hơn nè, và nó đang gây sốt ở Sài Gòn luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi về đi. Cái đó bỏ được bắp luôn nha. Cảm ơn nhanh. Lộ nó. Muốn thịt chiên giống như là bên thịt chiên sả ớt các bạn, có rau muống, cái là hoặc là cái đậu bắp á, chiên đậu bắp cũng được. Nói chung là thấy lúc mà từ lúc mình ra mình quay tới bây giờ các bạn, thì nói chung là ba anh hai đây hai dư lia lịa, còn hai cô gái thì hỗ trợ phần ra gối hộp các kiểu. Rau thì nói chung là các bạn thấy là họ chiên rau muống với lại là cái đậu bắp đó các bạn, và cực kỳ sôi tụ nha, cái lượng khách rất là đông và người đứng chờ, có khi người chờ cả nửa tiếng luôn các bạn, nhiều đơn đến mức mà mấy anh ấy có khi hơi nhầm lẫn á. Ok, thì ngày hôm nay đến đây quay cho mọi người xem cái món mới đang là rần rần ở Sài Gòn các bạn, thì cái giá của nó cũng khá là bình dân á bạn, mọi người là 100.000 một ký, tức là 10.000 một lạng á, kể cả da gà với lại hoặc là mề gà mọi người. Các anh chiên nhìn khá là hấp dẫn, và đặc biệt là mọi người biết là cái da gà với lại là mề gà gà ở Việt Nam của chúng ta rất là nhiều, và đây là chỗ mà mấy anh lấy có nguồn gốc của công ty đường hoàng các bạn ơi. Nói chung là việc mà làm ăn buôn bán thì là những món ăn vỉa hè ở Sài Gòn của chúng ta, nó là một cái đặc trưng về ẩm thực đường phố của Sài Gòn cũng như là đường phố ẩm thực Việt Nam các bạn. Địa chỉ chỗ này là ngay chỗ cái địa chỉ 1349 A-2 đường An Dương Vương, thuộc này là khu của phường 10 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like, share, comment để cập nhật những điều thú vị hơn. Mất điện rồi. Cô bé áo đàn ghê này chờ cả hơn nửa tiếng luôn các bạn.